Ok. Thì đó anh thấy không? Cái nước thải nhưng mà nó rất là sạch, anh thấy không? Rất là trong. Thì cái này là cái van điều tiết nè. Thì ví dụ như khi nó lắng ở trong trọng á, nó lắng mà nó đủ độ trong anh bình thì mình cứ mình xả nhẹ ra chút xíu vậy thôi. Đó. Anh xả rất nhẹ ra vậy. Thì cái nước nó chảy ra. Thế là cái nước nó nước nước trong nó sẽ chảy ra. Nó đã sạch rồi nè. Nó ra đây nó cũng tương đối sạch rồi nè. Tại vì mình trên đó là mình xử lý một bước rồi. Nó sạch đây. Do đó xuống đây là anh thấy nước. Giai đoạn 2 rồi phải không? Mấy tay nuôi tôm mà đi mà thấy cái nước thải của em thấy ghiền luôn, nó còn sạch hơn cái ao lắng của họ nữa. Anh thấy không? Cái nước thải của em mà thấy sạch không? Đâu thua cái ao lắng của người ta đâu. Do đó em cho rằng mình không phải nói mình tự tin, nhưng mà cái đây là một quy trình xử lý nước em cho rằng rất ok. Nếu mà sau này những người nào tiến bộ thì nên làm. Thì cái hệ thống tách phân này thực chất thì nó rất đơn giản thôi mà. Thì mình dùng một hệ thống gồm 3 hoặc 4 ao được lót bạc đáy. Thì mình tính toán được độ cao của nó, ao 1 thì nó cao hơn ao 2 khoảng 2 tấc. Và ao 2 nó cao hơn 3 khoảng 2 tấc. Để chi? Để chúng ta thiết kế như vậy thì nó sẽ có một cái dòng nước nó đi theo một cái lưng, một cái độ cao chiều từ cao xuống thấp. Thì thông thường cái này em thiết kế thì theo tỷ lệ khoảng 20% so với tổng diện tích nước nuôi, tổng thể tích nước ao nuôi. Để chúng ta mỗi ngày thì chúng ta siphon lên 20% thì diện tích của các ao này nó phải chứa được hết cái lượng nước đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải tính toán cái thời gian để làm sao nó đủ cái độ lắng. Như vậy thì tụi em tính toán rất chi li, có nghĩa là diện tích thì phải phù hợp và cái độ cao, độ dốc phải phù hợp. Để chi? Để khi nước thải được bơm lên hồ thứ nhất nó sẽ được lắng nhẹ và nó đi qua hồ thứ hai, rồi nó tự qua hồ thứ ba. Như vậy thì đến hồ thứ ba thì nó lắng gần như hơn 90% mà. Thì qua hồ thứ ba thì cái nước nó rất là sạch và nó sẽ được lắng, đó là nó đưa cái phần nước sạch đó ra ao thải theo một cái hệ thống xả rất là nhẹ nhàng để đảm bảo gần như tuyệt đối là không có phân tôm ra ao thải, để đảm bảo cho ao thải mình lúc nào cũng sạch. Và phân tôm thì được giữ lại trong hệ thống tách thải này, tiếp tục dùng nước ngọt để chúng ta pha nó bơm vào biogas để cho biogas nó có một cái lượng nước ngọt nhất định, thì cái khí metan nó mới nhiều. Do đó trong quá trình xử lý thì phải có kết hợp giữa xả nước mặn ra để sử dụng trở lại và dùng nước ngọt qua lẫn với cái phân tôm để làm biogas, và trong cái phân tôm đó nó phải đảm bảo đủ cái độ ngọt, đủ lượng nước ngọt để mai mốt chúng ta dùng cái phân đó chúng ta phục vụ cho trồng trọt, nó mới đảm bảo cho cái cây chúng ta sống được. Còn nếu chúng ta không pha lượng nước ngọt vào đó thì cái phân tôm nó rất là mặn, thì mai mốt chúng ta trồng trọt nó rất là khó. Và hệ thống này thì thiết kế cũng rất đơn giản và cái giá thành nó cũng không cao. Do đó thì đây là một hệ thống mà tôi cho rằng nó rất phù hợp cho các cái quy mô từ nông hộ cho đến quy mô lớn, mà chúng ta không cần phải áp dụng những cái tiến bộ khoa học quá hiện đại. Nó làm cho chúng ta tốn tiền và hao chi phí điện rất là lớn. Thì riêng hệ thống tách phân này thì giá thành không cao nhưng tách phân rất hiệu quả, và cái sử dụng lâu dài thì nó đảm bảo rất là lâu dài, nó ít có trường hợp bị các cái hư hao gì đó thì nó không có. Do đó thì theo em nghĩ trong tương lai thôi, trong tương lai thì khả năng cái này sẽ áp dụng rất tốt cho những bà con nuôi tôm siêu thâm canh. Thực chất nó cũng rất đơn giản và nó rất dễ làm rồi, nhưng mà theo như các cái chuyên gia trong nước và ngoài nước đã ghé tham quan đó thì họ cho rằng đây là một cái hệ thống tách phân nó tiến bộ bậc nhất trên thế giới luôn. Thì họ đi rất nhiều nước rồi và các chuyên gia cũng suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này. Thực chất thì trên thế giới người ta tiến bộ hơn mình rất nhiều, họ đã suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề tách phân này, cũng dùng những cái công nghệ rất là hiện đại nhưng nó lại rất là mau hư và rất là khó quản lý. Lý do tách phân là cái lưu lượng nước bơm lên rất là lớn trong một thời gian rất ngắn, và cái áp suất cần để đẩy cái lượng phân để tách cái lượng phân nó ra là rất khó, thiết bị rất dễ hư. Do đó họ vẫn chưa nghĩ ra được cái này, và cái này là cái mình làm theo hình thức tự sáng kiến ra chứ cũng không phải là khoa học hiện đại gì, nhưng họ cho rằng rất là hay và họ nói rằng mình là người Việt Nam mà chứng minh cho họ thấy rằng mình xử lý chất thải tuyệt vời hơn tất cả các cái nước mà họ đi tham quan. Họ cho rằng các cái công nghệ nuôi thì rất tốt nhưng mà xử lý phân thì họ tốn rất nhiều tiền, nhưng mà mình làm cho họ thấy rằng rất đơn giản
nhưng mà chi phí lại rất là thấp. Thì cũng như anh biết rồi đó, hiện nay bà con mình nuôi tôm siêu thâm canh thì rất là nhiều, nhưng mà theo em biết nha, thì phần lớn là bà con mình hiện nay chưa xử lý nước thải, là do cái điều kiện môi trường nó cũng còn nới lỏng như đó, cho nên bà con gần như là bơm ra ngoài sông, bơm ra ngoài kinh rạch là chính thôi, chưa làm hệ thống xử lý chất thải. Do đó thì theo em nghĩ rằng trong tương lai đó ha, thì bà con nên làm, tại vì cái này thật sự nó không tốn nhiều tiền, nó không tốn nhiều công sức, nhưng nó giúp cho mình giải quyết được vấn đề môi trường ao nuôi tại trong nội bộ của chúng ta là một. Cái thứ hai là cũng giúp hạn chế ô nhiễm môi trường ở ngoài cho bà con xung quanh. Do đó cái này thì sắp tới thì em nghĩ bà con sẽ chấp nhận và sẽ làm theo. Các cái quy trình mà nuôi tôm siêu thâm canh mà tiến bộ hiện nay đó, thì các cái chuyên gia đã khuyến cáo bà con là tăng cái diện tích chứa nước lên khoảng 70-80%. Trong đó cái diện tích nuôi chiếm khoảng 20-30% là diện tích nuôi. Thì tôi cho rằng đây là một cái diện tích rất là lý tưởng. Nó giúp cho chúng ta có được cái lượng nước đủ điều tiết để phục vụ cho ao nuôi, đảm bảo đủ cái lượng nước thay. Nhưng mà hiện nay còn một cái lỗi nhỏ phần lớn trong bà con là diện tích ao lắng thì có, diện tích nuôi thì có, nhưng mà lại không để cái diện tích xử lý chất thải, phần lớn là không có. Lý do là trong quá trình quy hoạch đó thì lại liên tưởng đến vấn đề chất lượng nước và sản lượng thôi. Cái phần lớn là bà con lại khi mà quy hoạch cái khu nuôi đó mình thì lại đặt vấn đề là chất lượng nước và cái sản lượng tôm. Do đó khi bà con thiết kế cái quy hoạch khu nuôi lại thiếu cái khu xử lý chất thải. Mà em cho rằng cái khu xử lý chất thải này là một khu đóng vai trò quan trọng không kém gì so với khu nuôi, khu xử lý nước. Nếu chúng ta muốn tái sử dụng nước lại, chúng ta muốn ít ô nhiễm môi trường, ít làm ảnh hưởng tới bà con xung quanh, thì phải tính toán tới việc có một khu xử lý chất thải, đảm bảo phải đủ diện tích, đủ các thông số kỹ thuật để giúp nó điều tiết, nó làm sạch toàn bộ cho khu nuôi. Như khu nuôi của tụi em đây, anh vô anh cảm thấy nó rất là sạch, nó không hề có mùi thối gì. Còn các cái khu nuôi mà của bà con á, nếu mà tạm trữ chất thải trong một cái ao đó rồi bơm ra xong thì nó rất là thối, nó không giải quyết được vấn đề về môi trường gì hết. Nó chẳng qua nó là một công đoạn tái trữ đó để tăng cái khí NO3 hay nó làm cho nước dơ hơn thôi, chứ không có ý nghĩa gì trong chuyện xử lý nước thải. Và cái đó bơm ra xong, bơm ra kinh rạch thì nó cũng làm ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh thấy cái ao thải của em không? Ao thải nước rất là sạch và cá rất là nhiều. Em thả cá vô đây. Thì cái ao thải này đó, nhiệm vụ của nó trong đây là cá nó sẽ tận dụng những cái chất hữu cơ từ trong ao đưa ra đó để nó xử lý sạch đây. Rồi khi nó xử lý bằng nào còn sót lại á thì nó sẽ đi vào trong ao chứa này. Thì trong đây em thả cái nhóm nhuyễn thể. Cũng có cá nữa. Thì nhóm nhuyễn thể này nè, nhóm vẹm xanh này nè, nó sẽ có nhiệm vụ là lọc sạch hơn, lọc sạch toàn bộ để chất hữu cơ. Cho nên anh thấy cái nước rất là trong, phải không? Thì cái nước này thì khi mình bơm vào ao sẵn sàng thì nó sẽ đảm bảo đủ cái điều kiện để chúng ta tái sử dụng trở lại. Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước của Nghĩa thì anh thấy có cái bố trí cái hệ thống năng lượng mặt trời. Em có thể chia sẻ vài thông tin về cái hệ thống điện năng lượng mặt trời trong nuôi tôm này, nó hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả xã hội như thế nào? Thì cái hệ thống năng lượng mặt trời này nó là một cái mục tiêu kép trong cái farm nuôi của mình. Nó có hai cái mục tiêu. Mục tiêu nhất là hệ thống năng lượng được che chắn trên cái ao chứa, thì nó làm cho cái ao chứa mình ít có ánh nắng trực tiếp tác động vô, nó làm cho tảo ít phát triển, ít gió, ít sự xáo trộn, nó làm cho nước rất là trong, rất là đẹp, là cái mục tiêu thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai là mình tận dụng được một cái diện tích đất bỏ không, lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời trên đó. Như vậy thì chúng ta khai thác được hiệu quả kinh tế trên đó. Nó mang lại hiệu quả thứ nhất là chúng ta có một cái nguồn điện sạch để phục vụ cho sản xuất, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cung cấp thêm một phần điện đó lên mạng lưới quốc gia để cho khu vực nuôi tôm siêu thâm canh này không bị yếu điện. Đó, trước kia thì điện rất yếu, nhưng khi chúng ta thiết kế một cái hệ thống năng lượng mặt trời trong nuôi tôm này, chúng ta mang lại được nhiều cái hiệu quả
trong đó nó mang tính chất xã hội, nó giúp cho nguồn điện tốt hơn và cái việc tránh ô nhiễm môi trường, vì đây là cái nguồn điện xanh, điện sạch mà hiện nay là chúng ta trước giờ chưa khai thác nó đúng mức. Thực chất trên diện tích ao lắng còn rất nhiều,